Ở phần cuối của chương trình, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một câu chuyện của cặp lá yêu thương. Đây là một gia đình nơi không có bóng dáng của người cha. Một mình người mẹ đã phải làm trụ cột để nuôi ba con ăn học. Người phụ nữ ấy đã phải xoay sở đủ thứ nghề để các con được đến trường. Dẫu có bệnh tật, ốm đau, tiếng dao của mẹ vẫn vang đều mỗi ngày để hai chị em Trúc Hà, Kiều Phong có thể chạm tới ước mơ của mình. Chúng tôi tạm đặt tên cho câu chuyện này là Điểm tựa cuộc đời con. Xin được gửi tới quý vị ngay sau đây. Từ Tết đến giờ, quán hủ tiếu nhỏ này phải đóng cửa vì ế khách. Sự nhọc nhằn thêm gấp đôi trên lưng mẹ. Ve chai, lông vịt, dép đất, đồ bể, đồ bán không? Chiếc xe đạp cọc cạch, cái cân cũ kỹ đồng hành cùng tiếng ra của chị Linh để kiếm vài chục ngàn lo cho các con. Ve chai, lông vịt, dép đất, đồ bể, đồ bán không? Hồi đó anh mua đi chạy đi chút là có đồ nhóc, rồi bây giờ người ta mua nhiều lắm, khó có đồ lắm. Nghĩ cũng buồn lắm mà, buồn lắm. Nhiều khi nhầm đêm cũng nằm khóc. Sao số mình khổ quá. Thôi kệ thì khổ, từ từ cũng hết khổ, lẽ mình khổ hoài sao? Thường mẹ cực nhọc, mấy chị em Trúc Hà bảo ban nhau làm việc nhà, để khi mẹ về, áo đã sạch, nước đã sôi. Có những lúc cũng thấy mẹ mệt sức rồi cũng xót cho mẹ, rồi phụ mẹ làm cho mẹ nghỉ mệt xíu. Trong gian nhà mái lá, không gì nhiều bằng sách vở của mấy chị em. Học vì mẹ, học vì tương lai. Sau này cũng là một cô chú giáo văn, có kiến thức, đạo đức tốt. Ước mơ của em làm giáo viên thì cho các em là các điều thiêng liêng mà em muốn được hiểu thôi. Ve chai, lông vịt, dép đất, đồ bể, đồ bán không? Ve chai, lông vịt, dép đất, đồ bể, đồ bán không? Tiếng dao đã làm điểm tựa cho những đứa con. Và sau chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng là sẽ có thêm một điểm tựa nữa. Đó chính là quý vị khán giả, những lá lành của cặp lá yêu thương.